All of you, you should have wizard. Các vị sẽ thử là trên bàn là có cái kẹp chưa? We have hook. Cái cây không đáng. We have leather. Mình có cây đo túi. And this one here. Yeah. Và cái chất vô trơ là ở đây thì có cái cây đo bếp theo. Each of you will have artificial tooth. Và mọi người chúng ta đã nhận cái răng mà bạn thực hành sáng nay hết là ai chuẩn bị có thì vui lòng như thế này. Let's go for that training. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần training kit. Bây giờ thầy nói chúng ta sẽ xem xét cái bộ endogenous kit mà các chị đang có trên bàn. Is open the training kit. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái bộ này ra. In the training kit, we have those pliers. Và trong cái bộ này chúng ta sẽ có nhiều các thứ sau đây. And you can see here we have a ruler. Và ở đây chúng ta có thể thấy một cái thước ở trên bề giấy. We use this to measure the weight. Để đo cái chiều dài làm việc của mình. Đó. We have a syringe. Và chúng ta có cái ống. Mình biết cái chiều dài. I want you to open the syringe. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra. Chúng ta cần có một cái ly để mà ôm nước vào. Rút nước vào để bơm nữa. Các chị, các bạn bên công ty mình sẽ giúp cái ly và có nước để mà các chị có thể bơm được. Open the syringe, fill it with water. Yes. Sẽ mở cái ống bơm nước này ra và chúng ta sẽ lấy nước vào trong ống bơm. And attach the new rubric. Và sau đó mình sẽ bảo là và chúng ta uống cong cái đầu vào trong nữa. This needle is gauge 27. Và cái kích cỡ của cái đầu bơm nữa này là thằng này số 27. The diameter is 0.4 millimeter. Và cái đường kính của nó là 0.4. In our clinic, we prefer to use gauge 30, diameter 0.3 millimeter. Như tại cái nhãn là cái kích cỡ của mình là khoảng 30 thì như vậy nó phù hợp với lại cái phần đơn vị của mình. Now we have tools. Chúng ta có cái ống giấy phong. So you can open the tool. Bây giờ mình sẽ mở cái giấy phong này ra. When you make the radiation, make it over the tool. Khi mà chúng ta bơm rửa thì chúng ta bơm rửa lên trên cái giấy phong này. We have 5 here. Ở đây chúng ta có 5 cái găm. The first five is K5 number 10. Và cái găm đầu tiên là cái găm K5 số 10. Open it. Chúng ta sẽ mở ra. Always when we hold K5 number 10, we prepare to make 3 care beads. Khi mà chúng ta sử dụng cây cao 3 số 10 thì chúng ta phải để cong cái đầu cao. So just make like this. Và chúng ta để cong như thế này. The second file it is one clear file, one clear file. Cái găm thứ hai là chúng ta có cái găm one clear. One open it. Chúng ta mở ra.
file is used for clearing the entrance of canal. Trong này thì để đặt lên cái phần đường ống vậy. The taper is 9%. Và cái độ thu của nó là khoảng 9%. The diameter is 0.25. Và cái kích thước của cái đầu trăm là 25 cũng là. The third file is the white file 1G. Cái trong thứ ba là cái trong 1G. This file is used for enlarging the glide path. Và cái trong này nó có tác dụng để tạo ra cái đường đường. We use it after the K file number 10. Chúng ta sử dụng nó sau khi mà mình sử dụng cái K file thứ 10. We have two other files, yellow one and red one. The yellow is 4%. We use it for narrow canals. And the red is 6% for large canals. Okay. We need K5 15. Chúng ta cần cái trăm K5 số 15. We need K5 20. Và chúng ta cũng cần cái trăm K5 số 20. We need scissors. Chúng ta cần cái kéo. And paper points and paper. Con giấy và con nước ta là can. The paper there is 4%. Nước ta là can này là có cái cầu thun là 4%. We will use 25. Và kích cỡ của nó là số 25. If you find 25 is you don't have that back, we will cut the tip with the scissor. Yeah. Nếu mà chúng ta kiểm tra cái nước ta là can mà nó không có cái cảm giác mà có cái phần nó thắt chặt ở cái đầu đó, thì chúng ta sẽ cắt bớt một phần nữa. Now we will go and see the tools which we will wear for it. Yeah, và chúng ta sẽ thấy cái vấn đề này thì chúng ta sẽ sử dụng. Và bây giờ thầy sẽ chuyển qua cái phần laptop để thầy hãy giải thêm một số vấn đề của chúng ta. Các chị thay chặt phần này.